Ly, một, hai, một, hai, ly, sáu, bảy, ly, một, hai, ba. Vâng, xin chào các bác và anh em. Hôm nay em sẽ làm một cái video để test tiếng mic của một bộ đôi, của một chiếc vang số sân xui và một chiếc đẩy sân xui, để test giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em, cũng như là gửi đến các bác và anh em đã đặt hàng ở Điện tử Cao Phong những cặp đôi hoàn hảo trong thời gian vừa qua. Đây là những cặp đôi hoàn hảo VIP nhất và hot nhất trên thị trường mà các bác đánh giá rất là cao. Đó là những chiếc vang số sân xui và những chiếc đẩy sân xui ghép bộ đôi với nhau cho chất âm cực kỳ hay luôn. Tiếng mic của dòng này nó rất là thật, hay, hát karaoke cực kỳ là chuẩn, ấm tiếng và hát nhẹ, hát bay, tiếng dày, tiếng hát cực kỳ chuyên nghiệp. Lê 1, 2, 6, 7, Lê 1, 2. Vâng, cái tiếng mic của nó rất là nhẹ các bác nhé. Đây em đang dùng một chiếc mic hàng bãi xua, hàng bãi Mỹ xua, có dây các bác nhé. Kết nối vào, đây, nhìn này, đây dây em kết nối này, đó, kết nối vào vang này, hát rất là hay luôn. Lên 1, 2, 6, 7. Dòng vang số sân xui này thì đánh giá rất là cao, mà dòng này là các bác có thể chỉnh bằng tay được nhé. Nó thiết kế là các bác vừa chỉnh bằng phần mềm máy tính và vừa chỉnh bằng tay một cách rất là dễ dàng. Đây các bác nhìn này, nó có một cái bảng tablo, đây là các nút điều hướng và các nút chọn gọi, menu. Thì các bác chỉ cần chỉnh bằng tay thì nó sẽ lên cái màn hình này. Các bác chỉnh bằng tay mà nó rất là chi tiết như là các bác chỉnh bằng phần mềm máy tính luôn. Con này nó thiết kế là hai ngõ mic Canon ở phía sau và ba ngõ mic bằng 6 ly phía trước. Cái ngõ mic phía trước này là để cho các bác tiện, cho các bác cắm mic có dây. Đấy, còn các bác nào mà cắm mic không dây thì nó đơn giản thôi. Mic không dây thì nó mỗi một cái sợi ngắn ngắn này, các bác cắm trước được, cắm sau cũng được. Đây là hai cái volume lớn, đây là volume vô tận, tức là các bác có thể xoay bất kỳ chiều lên chiều xuống, nó không có một cái điểm dừng, nhưng mà nó sẽ hiển thị số ở cái màn hình này, tức là số bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu và âm lượng bao nhiêu nó hiển thị đây này, có nhìn này đó. Và cái màn hình LED này nó có hiển thị logo Sansui rất là đẳng cấp luôn. Đây là hai nút dưới hạ âm lượng cho các ngõ mic. Đấy, đây là nút chọn đầu vào. Con này ở phía đằng sau nó có bốn đường vào thì các bác chọn ở đây input đây này. Con này hát karaoke đảm bảo với các bác cực kỳ hay. Lê 90, Lê 1, 2. Đấy, đường echo của nó rất là mềm luôn, rất mềm và rất là dẻo nhé. Và kể cả các bác nghe nhạc cũng rất là hay, tiếng nhạc cực kỳ sạch sẽ. Và khi mà gửi đến các bác, em đã setup cho các bác sẵn 3 chế độ. Đấy, 3 chế độ thì bác bấm nút 3 nút ở đây, bác chọn chế độ để các bác nghe nhạc hát karaoke. Còn ngoài ra các bác nào muốn thay đổi, tự ý mình chỉnh thì các bác có thể tự can thiệp vào, rất là dễ. Ngoài ra các bác chỉnh tay mà là đầu bỡ ngỡ thì bác có thể mở video trên mạng hướng dẫn về con vang số này, chỉnh tay cực kỳ dễ. Có vấn đề gì các bác cứ alo em sẽ hướng dẫn, và cũng như là cho các bác những cái video này bác hướng dẫn tự các bác chỉnh được phần mềm bằng máy vi tính hoặc là tự chỉnh bằng tay. Nếu như bộ đôi hoàn hảo vừa con đẩy vừa con vang này thì các bác nghe nhạc và hát karaoke rất là hay luôn. Em đảm bảo với các bác dùng con này nó quá là tuyệt vời, nó đẹp và chất âm của nó hay, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đều rất hay. Trong cái thời gian vừa qua là em đã cung cấp cho bác những con vang, những con đẩy sân xui, và vừa rồi là nó có về được cả vang và ghép chung với đẩy, các bác đánh giá cực kỳ cao luôn, bộ đôi phải nói là rất tuyệt vời. 90 1 2 3. Đấy, các bác nghe cái tiếng của nó rất là dày tiếng và nó mềm, echo rất là mềm và cái tiếng dị vật của nó rất hay, và cái con này hát nó thật tiếng, nó dày tiếng và nó chuyên nghiệp. Đấy, 1 2 6 7. Đây em sẽ, bây giờ em sẽ cho các bác thưởng thức một đoạn nhạc nhé, rất hay luôn. Đây có tiếng mic của nó chuyện trọn vẹn luôn, tuyệt vời luôn.